Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 6/8/2021 ở Trần Hồng á, con đây Trần Thị. Con là có phúc cũng thành tâm cầu nguyện trên cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, Ngọc Đế Vua Cha Mẹ Hiền Hoàng Mẫu. Nam mô Phật Mẫu Duy Trì, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thần Hoàng Bốn Cảnh Đương Cảnh Hữu Phương, Nam mô Chính Phương Trời Mười Phương Chư Phật, Phật Mười Phương Tám Hướng cũng chứng minh độ trì. Hôm nay giờ này là giờ lành, ngày đẹp, ngày sinh, thì con cũng thành tâm cầu nguyện hết cho quốc thế dân an, mưa thuận gió hòa, cầu hết cho huynh đệ nam nữ gần xa cũng hướng về với Phật pháp và ráng tu hành tinh tấn, tâm hiền sáng suốt, hiếu thảo nhận tòng với mẹ, tu cho đến ngày thành Phật đạo bất thối tâm, và cầu nguyện cho hết mau mau qua hết cơn bệnh dịch này, cho được nhẹ nhàng bình an, cho huynh đệ các con cũng được mau tu hành tiến hóa để mà cho xã hội ngày ngày cũng được nhẹ nhàng bình an hết. Nam mô A Di Đà Phật. Ai cũng ráng cầu nguyện một lời cầu nguyện đi, đặng cho ai đang có bệnh này hết bệnh dịch, và cầu xin để mau mau giải hết cái cơn bệnh dịch này cho nó nhẹ nhàng qua đi. Và cô Phúc một thời kinh này là kinh điển của mẹ anh trên xây chuyển cho cô Phúc, để cô Phúc viết ra một bài kinh này để cô Phúc cũng là đọc tụng, để muốn cầu cho huynh đệ gần xa ráng mà tu học và tiến hóa theo đường Phật pháp, theo Phật pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Theo mẹ anh trên của quyền chứng độ trì. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô vô thượng thứ không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô vô thượng thứ không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô vô thượng thứ không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh, bảo mạng con thân. Cõi trần hồng lắm điều tâm tôi, con ơi hãy ráng lo tu. Mẹ đây xuống bút mà làm thơ cái dạy trần, dạy cho con hiền ngày ngày tinh tấn công phu. Mẹ dìu dắt trẻ non cao trở về, con ơi học ráng đi lòng dành lòng hai chữ từ bi vẹn toàn. Điển linh mẹ chiêu xuống hôm nay cho con hiểu rõ ngọn ngành đường tà, nếu mấy con đà cây lánh xa rồi con đây sẽ phân đạo đời hai chữ tự bi. Cho nên con trẻ phải đi cái xuống trần, dắt dìu con trẻ mau quay trở về. Đạo tràng mẹ đã sẵn sàng dành cho con trẻ, ráng đi bước vào trường thi cho kịp giờ. Kịp lúc con ơi, mẹ đây mẹ đợi cha chờ, chờ cho con trẻ mau quay cái trở về. Ngày nay đại hội long qua, mẹ con sum họp mới một nhà. Mẹ đợi con trẻ lòng ước mong, con ơi ráng học cho thông, giữ gìn câu đại từ đại bi. Hôm nay ngày nay mẹ đâu con cần ráng mà cầu nguyện. Nam mô đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Con trẻ thoát kỳ ba cái hội này, mẹ đây xuống bút mà kinh điển dạy con trần. Bút này mẹ cho con trẻ hiểu rõ cái ngọn ngành, ráng học đi con hỡi lòng vui, để sau này hồi tâm chuyện an ý, giúp cho đời nẻo tránh cái mà đi. Mẹ
cho con rõ phép màu, ban cho con trẻ trận hồng ráng ghi. Mẹ đây ở chốn cung son, thấy con đau khổ trần gian cái lệ nhòa. Mẹ đã xuống bút đồ yên, hôm nay mẹ xuống cơ thiên giúp con tu sửa cho lòng mẹ vui. Thấy con rơi lệ mẹ đây mới xót xa, canh trường canh khuya vắng lặng mẹ chờ. Tàn canh mẹ đây đổ trẻ trở về cung son, ráng đi con niệm Phật Di Đà. Mẹ đây độ trì con trẻ bước qua, ráng dịnh lòng tâm và sắc son, đạo con trẻ vuông tròn. Mẹ đây cứu trẻ lầu soi đêm về, con đừng lo đừng sợ, cứ thẳng một đường mà đi. Mẹ về ở chốn cung chi, mẹ đây ban phép lệnh mà con ngại gì. Từ đây cho rõ đạo màu, ráng lo tu sửa hành theo với máu vàng. Bài thơ này mẹ khuyên con ráng nhận nhịn lo tròn, chốn trần gian quá thôi ôi náo phiền. Đường đi nước bước con còn nhiều chông gai, ráng lo tu niệm sớm trưa. Mẹ đây cứu trẻ con thơ trở về, hôm nay mẹ xuống bút này bấy nhiêu lời mong con phải giữ cho tròn. Ngày nay tại chốn Am Tiền, mẹ liền xuống bút mà dạy con cái đạo màu. Ráng mà tĩnh tâm học đạo chớ nghi lòng. Rồi đây mẹ sẽ ban cho phép lệnh nhiệm màu, hộ thân dằn tâm sửa tánh lo tu bền lòng. Hai chữ từ bi mẹ đây cô dắt con về. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Canh khuya giờ chót mẹ xuống trần, thấy con nhỏ dại đang lo tu hành. Mẹ mừng nước mắt rưng rưng, thương con hỡi con ơi, ráng nghe lời mẹ, lời son và sắc mẹ đây cứu trần. Mẹ hiền ngày nào con yêu mẹ thì mẹ liền cái dắt con điển lành, chiếu xuống cho con cái mạnh lành. Con không còn lo lắng phập phòng, cứ lo tu niệm mẹ cha cái vui mừng. Con khờ đừng có câu mâu, mẹ đã xuống bút mà điển cơ cái vợ này. Dạy con thơ treo tu nhẫn nhịn, người đời đừng có tranh cao tranh thấp, lo tu gìn giữ kiện thiền kinh niệm Phật dặn lòng. Hai chữ tự bi con ơi chớ có bỏ bừa, nghe con những lời mẹ đã khuyên con. Giờ đây con ráng làm tròn, mau đây chứng trẻ tiên ban trở về. Điển vàng mẹ chấm đành rành, trần gian con ráng tu hành cho mẹ vui. Hành cho đúng lúc kịp giờ, hành cho thông, rồi đây mẹ sẽ chấm công ghi tên con thảo vào trong
cái bảng vàng. Hôm nay lệnh mẹ phán phê cho con thảo mấy lời. Linh căn con mẹ thật thà, mẹ đây khuyên con ráng giữ gìn. Đừng buồn, đừng lo, đừng sợ mà chi. Lo tròn đức hạnh từ bi, lòng son dạ sắc hành y cho mẹ hiền. Sắc son thì mẹ đây chấm bút mới độ trì con hiền. Con ơi ráng mà vững nhịn cho đời, làm vui cho mẹ thì bút cơ cái giáo truyền. Nhìn thấy con của mẹ lo tròn đạo pháp, mẹ đây yên dạ trong lòng. Khuyên con ráng nhớ lời son của mẹ hiền. Mẹ về ngữ ở nơi đây, đạo cho con trẻ mỗi ngày lo tu lo sửa cho tròn. Rồi đây dắt nhiều huynh đệ gái trai chung cùng. Trên đường đạo đức con ơi, đường ngay nẻo chánh con nhìn trong tâm. Hôm nay giáng bút xuống trần, thấy con thơ dạy làm vui cái mẹ liền. Thương con dạy mẹ đà chấm bút cái điện son cho con của mẹ chùi lao mỗi ngày. Đẹp lòng đẹp dạ từ ân, cha đây cũng chấm con cần cái linh căn. Rồi đây mẹ sẽ ban cho nữ nam trai gái sắc lệnh vui mừng. Mẹ hiền đứng giữa càng khôn, mẹ đây ngự chốn cùng son. Tầm cho con trẻ mỗi ngày đạo hay, nhìn lòng một dạ sắc son. Ngày nào mẹ sẽ điểm tô cho con hiền. Con muốn thờ mẹ mẫu thì các con cứ thành tâm cầu nguyện. Mẹ đây cho con đặng được cái bình an. Mẹ về chiêu điện linh thiên nơi này, báo con yên dạ trong lòng. Ráng mà tu tỉnh giấc nhiều cái linh căn, rồi con học đạo chí bền thông ly kinh. Ban cho ấn lệnh để độ dân lành, ban cho tiếng phạn tiếng tốt học mà giữ lấy thân. Hộ cho người đặng tu mi trở về. Nam mô A Di Đà Phật. Căn lành mẹ chuyển bút phê, trần gian con ráng tu hiền. Người đời còn bởi mê tâm chê cười, căn thì con cũng tiên ráng mà gìn giữ đạo cao cái nhiệm màu. Dù cho đời có ngửa nghiêng, ai cười ai dạy ai khôn, sau này mẹ sẽ sắp đặt lòng con cái rõ ràng. Đường cơ tiên cảnh trở về, đừng buồn đừng tối mà chi. Quyết tâm xây chuyển mẹ cho cái đạo lành. Dình lòng sớm muối chiều dưa, tự bi cho đẹp mặt với mẹ hiền con ơi. Cúi đầu con đảnh lễ cha Ngọc Hoàng Thượng Đế chứng minh. Cho con trẻ ôi thôi, từ nay
có cha có thời Phật Tổ Thích Ca đang chờ, chờ cho tất cả nam nữ dưới trần trẻ già đông tây nam bắc ráng tu hiền, thì từ đây được trên mẹ chấm bút phê cho con của mẹ lầu xong cái dựa kề. Con ơi nắm giữ mối duyên là con của mẹ ráng tu hiền, nhìn đời hai chữ cho không mẹ đây vui dạ độ con cái mối đề. Mẹ dạy con đây ghi nhớ, mong mẹ hiền cứu độ ba gia, vì con còn dại còn khờ, nếu con có lỗi có lầm xin trên đức từ phụ mẹ hiền cái thứ tha. Cho nay con ở chốn trần hồng ráng tu với mẹ hành đường cho ngay, hành ngay nẻo chánh con lo tròn rồi đây con mẹ con cha tạo phần. Học đi con ráng đặng vuông tròn, về chầu cha với mẹ cung son, để sao con kẻ quỳ chầu bái lại cung tiên. Cung gì có mẹ đợi chờ, có cha thánh đế mẹ hiền cao nói, độ cho con kẻ đủ đầy phép thần phép linh quyền đi cái thật nhị màu. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh, bảo mạng con thơ. Mẹ cho con phép nhiệm màu để con gìn giữ lấy thân, sao không lo tu học đạo ngày dài cho thông. Hỏi trần hồng lắm nhiều đau khổ, con ở trần tu ở tại gia, ráng lo chữ hiếu cho tròn, chữ trung giữ vẹn mới ra cái đạo màu. Đạo hiền của mẹ cũng vì mẹ đây xuống bút cơ duyên cái độ trì, đâu cho con trẻ trần hồng ráng mà gìn giữ đồng bạc đồng ngân, đừng có mê co đắm dưới trần. Mẹ khuyên nam nữ trần hồng đừng mê đắm bạc vàng, làm sao tu được con trần cây bơ con. Đây con hỏi ráng học cho thông, hành theo với mẹ đạo cao cái lý màu. Nhiễm màu của mẹ ban ra cho con trẻ sắc son đợi chờ. Nếu trần hồng con đây tu tinh, mẹ sẽ ban cho trẻ những màu nhiễm sắc phê nhiễm màu mẹ đã ban cho. Từ đây con trẻ ráng lận dò kệ kinh đọc tụng mẹ đây cái đợi chờ, chờ cho nam nữ trần hồng ráng nghe tu tỉnh thì bồng tiên với mẹ chờ. Mẹ khuyên con trẻ trần miền ráng tu, mà niệm sáu chữ Di Đà trong tâm, rồi đây mẹ chuyển điển quang cho con trần thế được bình an cái hộ trì. Tu cho ba tánh trần miền hết đau hết khổ để tìm, mà đừng về với mẹ với cha. Cung gì có mẹ đợi chờ, có cha thanh đế có lầu chương mẹ đợi cha chờ. Hôm nay lời ngọc lời vàng là lời của mẹ thiên đàng chứng cho, cho con trần thế vững vàng ráng lo tu đạo chánh mật của mẹ hiền cái tầm phân, tầm cho đúng gốc đúng
đàn đúng nơi đúng chỗ thì hạt bồ đề cái chứng minh. Con hiền đừng có câu mau rồi đây mẹ sẽ đồ qua. Con liền ráng gìn trung hiếu vẹn toàn, mẹ là Phật mẫu diệu hiền chứng minh. Trần thế cố an cái mạnh lành, cầu cho bá tánh hiện tiền, cầu cho gia chủ hiện tiền, bình an khỏe mạnh, bình an cái mọi bề. Rồi đây mẹ sắm thiện thoàn, chờ con trở lại tiên ban cái hậu kề. Đôi lời mẹ nhắc con ghi, bây giờ mẹ đã về chân lòng thấy. Thôi con ở lại trần hồng mà tu niệm Phật sớm trưa chiên cần, mẹ đây về chốn thiên đình, mong con ở lại mạnh lành cái khôn ngoan. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con thơ ở chốn trần miền ráng tu mà niệm Phật con thời. Vậy thời con ơi mau mau để trễ chiến đò, kêu gọi ba tánh tỉnh giấc liền đi. Cho gia đạo cũng tu hiền rồi đây, thiện đồng à. Chờ con ở chốn trần hồng, đời tàn sắc khổ con trần có hai. Mau mau niệm Phật tưởng chờ đi con, đến đây mẹ có mấy lời. Con ơi hãy ráng niệm hồng danh sáu chữ Di Đà, sắc son vẹn giữ đôi đàn. Rồi đây thiền bút mẹ phế con cần, mong con thơ ráng học cho hành đạt thành sắc lĩnh lý màu. Cầu cho ba tánh vạn dân an thân tu thành ba cha màu. Chầu khuyên người tu niệm sớm trưa chiên cần, mau mau để trễ chiến đò, mẹ đây sắp sẵn mà chờ con cái trở về. Thương con thỏ thẻ đôi lời, về đến dinh của mẹ hiền, mẹ đây chăm hút con rồi. Tâm lòng son sắc cái nguyện quỳ, quỳ bên chân mẹ ôi thôi. Rồi con thơ mà thỏ thẻ nguyện cầu, cầu cho ba tánh vạn dân an tâm tu tỉnh trở về với mẹ cha. Rồi đây mẹ sẽ chuyển bút phê cho con của mẹ trần gian ấy hà. Ráng lo tu sửa mẹ đây chứng minh con trần. Mẹ cho con đặng được sắc lệnh phê trong kinh điển mẹ truyền. Con ơi cố gắng lo tròn làm mà vui cho năm mẹ, thì mẹ đây chứng lấy độ trì. Cầu cho ba tánh trần gian mỗi ngày giải bệnh được nhiều cái điển thiên. Cô cho ba tánh hết bệnh
hết đau, rồi tay linh đến mẹ ban mỗi ngày. Kệ kinh con ráng giữ tròn, rồi đây tô điểm kệ bên cho con thờ. Con ơi con mẹ ráng đi, giữ lòng hai chữ từ bi cái nhiệm màu. Ngày nay tiên nữ hậu kệ về gần cha với mẹ để lòng mẹ vui. Ngày nào con đã làm tròn sứ mạng thì mẹ giao cho trẻ chiếc hoàng, ráng mà gìn giữ công phu. Ngày hai bữa muối dừa con đây dạy trẻ tự ân với mẹ hiền. Con ơi con dạy mẹ thương con nhiều, trong con đêm ngắn thở dài, trong con trẻ dạy lạc loài biển đông. Con ơi yên dạ yên lòng, rồi đây mẹ sẽ dắt trẻ lo tròn cái đạo cầu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô vô thường hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chơn kinh bảo mạng con thơ. Bài thơ hôm nay cúi đầu con đảnh lễ mẹ hiền hoàng mẫu chứng minh. Hôm nay chiếu xuống giường trần cho con bút hoa cơ, ngắn lên lời vàng cùng mẹ quyền di. Chiều tà ánh nắng lung linh, ban mai sắp chiếu rạng ngời. Đêm lời ca tiếng hát gợi lên cho muôn vạn vì sao tỏ sáng. Vượt ngàn lao khổ hiểm nguy, trở về cho cuộc đời hết khổ hết đau. Tâm an lành con nguyện ghi sâu, dẹp mây mù cho ngày mai tươi sáng. Ánh đạo vàng chứa trang trong tim, quyết giữ lòng vững vàng, vững vàng đây lòng vàng con chèo. Cuộc đời thêm ấm no cho đàn con hướng tới tương lai. Mẹ hiền xây ngôi nhà tình thương cho con của mẹ cũng đặng được tu hiền. Gặp cha gặp mẹ thiên đàng, con thơ ráng hành y. Ngày ngày mẹ chắc mẹ chiêu, mặc cho trần thế đẩy đưa, mà lòng con hướng về mẹ một cái tình thương đậm đà. Đêm đau thương đổi lấy niềm vui, hằng ngày biết bao thâm trầm. Đầy từng giọt nước mắt con rơi, nghe đắng mặn môi, lòng càng thấm đượm nghĩa tình nhân thế. Hôm nay ngàn ánh hoa rơi, lòng con thêm sầu thêm đượm. Lạnh xa trời vời vợi, trong vòng tay con thơ hết lị phiền. Mẹ che mẹ chở từng bước con đi, phát hải gian lao cũng vượt lên chính bản thân mình. Để cho đời dương thế thay đổi trong cái sự luân hồi, nghiệp báo trả dài thương thay trong chốn dương trần phổ phàn. Hỡi ơi mẹ hiền ơi, con ngân lên ngàn câu từng tiếng dâng lên cái mẹ hiền. Mẹ kính yêu ơi, con nguyện làm tròn sứ mạng mẹ ban, để
con khảo trả hiếu dương trang, in đậm nét son vàng hầu cạnh mẹ cha. Thôi con cúi lại mẹ hiền, cảm tạ lời vàng mẹ trao. Hôm nay ở phàm trần con đây quyết tâm tu học mà bền lòng, chắc dạ tự bi máu hoàng thành tâm. Con cầu nguyện vợ này lòng son giả sắc để con đây cầu cho ba tánh vàng dân hết đau hết bệnh mà nhẹ nhàng cái trong thân. Nguyện cầu vượt đau hồi sinh, nguyện cầu mẹ độ chứng trí vợ này thành tâm. Con cũng cảm ơn và cảm tạ mẹ hiền cha thiên. Mẹ ơi, mẹ cũng ban điển vợ này cho nay thân xác con trẻ cũng được mẹ hiền cái độ an. Lời vàng này con cúc cung, con đánh lễ mười phương chư Phật mẹ hiền chứng minh cho con thành tâm cầu nguyện dưới trần. Cầu cho trăm quan nè, trăm họ nè, đâu đâu cũng được cái nhẹ nhàng, ai cũng biết mà tu hiền cảnh tỉnh trong thân trong gia, mỗi người đều biết Phật pháp nằm lòng. Cho mau mau cầu nguyện cho cơn bệnh này được đặng cái bình an. Nam mô vô thượng thứ không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân tình bảo mạng con thơ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Đại Linh Cám Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Đại Linh Cám Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Đại Linh Cám Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Thì lời kinh cầu nguyện này con thiết tha và thành tâm cung kính ơn trên ban phép nhiệm màu nè, ban xuống trần để cứu hết huynh đệ, cứu hết ba tánh nhân sanh dưới trần. Nam mô A Di Đà Phật.